Bạn có biết vì sao Hiro Mizushima chưa từng trở lại với vai diễn nổi tiếng Kamen Rider Kabuto kể từ sau năm 2009, dù anh đã bày tỏ mong muốn được comeback? Bà của Tendo Soji là ai mà anh cứ nhắc hoài? Diễn viên đóng vai Sasot từng phải lên tiếng xin lỗi công chúng vì để lộ đời tư bê bối với gái làng chơi. Lý do Hopper Zector là Zector duy nhất không đưa người dùng vào trạng thái Mass Form. Tất cả đều sẽ được giải đáp trong video Top 50 sự thật thú vị về Kabuto, aka bộ Kamen Rider về thánh bà tôi, Tendo Soji huyền thoại. Nào, các anh em còn chần chờ gì mà chưa bấm cái nút đăng ký để boost thêm sức mạnh cho Messine tung ra nhiều content hay hơn nữa nè. Bấm xong rồi thì vào video thôi. Let's go! Một, Kabuto là series Kamen Rider đầu tiên được phát sóng ở định dạng độ nét cao. 2. Thiết kế của Kabuto dựa trên loại bọ tê giác, còn của Gatek là loại bọ vừng. Trong tự nhiên Nhật Bản, hai con này vốn là đối thủ của nhau. 3. Tên Hán Việt của Tendo Soji là Thiên Đạo Tổng Ti, trong đó Thiên Đạo nghĩa là lẽ trời, còn Tổng Ti là thống trị. Đây cũng chính là hai từ nằm trong slogan phim Kamen Rider Kabuto, bước đi trên Thiên Đạo, kẻ sẽ thống trị tất cả mọi thứ. 4. Diễn viên thủ vai Kamen Rider Gatek Yuki Sato vốn là một trong những ứng cử viên của vai Tendo Soji. Vì vậy, trong tập đầu tiên đã có cảnh Kagami cố gắng biến hình thành Kamen Rider Kabuto. 5. Tạo hình ban đầu của Kamen Rider Gatek có màu đen. Theo đó, khi Kagami giơ hai tay lên, toàn bộ cơ thể của Kagami sẽ trông như một con bọ vừng. Ngoài ra, trên cánh tay của anh ấy còn được trang bị thêm hai lưỡi kiếm sắc bén giống với Gatek Double Caliber. 6. Kamen Rider Kick Hopper được đóng bởi nam diễn viên Hidenori Tokuyama. Đây cũng là người đã thủ vai siêu nhân vàng kim trong bộ Sentai Go Onger. 7. Hiro Mizushima đã từng tra Google thử tên của Yuki Sato. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà từ bắt giữ lại xuất hiện kèm tên của Yuki, mặc dù sự thật là không phải vậy. Do đó, Hiro đã gọi điện cho Sato hỏi chuyện và nói rằng anh làm tôi lo quá. 8. Vào cuối năm 2019, Hiro đã đăng một video lên kênh YouTube nấu ăn của mình. Trong video, anh đã nấu món cá thu sốt miso, món ưa thích của nhân vật Tendo Soji và mời Yuki Sato làm khách mời. 9. Trái ngược với nhân vật mà mình thể hiện, Hiro rất ghét ăn cá do thấy nó quá tanh. Tuy nhiên vì muốn ăn uống lành mạnh hơn, anh đã cố gắng nấu các món hải sản và dùng các phương pháp loại bỏ mùi tanh của chúng. 10. Những bức vẽ của Hiyori trong series đều do Mitsuru Karahashi vẽ, một diễn viên khá quen mặt với fan Tokusatsu với các vai diễn như Kaido trong Kamen Rider Faizu, Fuwa Juzo trong Siêu Nhân Thần Kiếm và Hayato Fukamiya trong Kamen Rider Saber. 11. Công thức nấu ăn của các món trong phim có thể được tìm thấy trên trang web TV Asahi của Kamen Rider Kabuto với cái tên Makanai, có nghĩa là bữa ăn. 12. Hầu hết các rider trong series đều bắt đầu với một bộ giáp cồng kềnh khi ở dạng Mass Form. Sau đó họ sẽ sử dụng Cast Off để loại bỏ những chi tiết cồng kềnh, tương tự như cách côn trùng thay da đổi thịt, tiến đến một hình dạng mới thon gọn hơn. Việc biến đổi này lấy nguồn cảm hứng từ Inazuman, một series khác của Toei. Theo đó, nam chính Goro ban đầu cũng sẽ biến hình thành Sanagiman, một bộ giáp màu nâu giống với hình tượng của con nhộng. Tiếp đến, sau khi tập hợp đủ năng lượng, bộ giáp con nhộng sẽ phát nổ và hiện nguyên hình là một người anh hùng đột biến lấy mô típ bướm xanh Inazuman. 13. Bởi vì Hiro Mizushima sống ở Thụy Sĩ từ nhỏ, nên ban đầu anh ấy thực sự không biết Kamen Rider là gì. Tuy nhiên, nhà sản xuất Shinichiro Shirakura vẫn chọn Hiro vào vai Tendo vì thấy khí chất đặc biệt tỏa ra từ anh. Thông thường, giám đốc và TV Asahi mới là người quyết định xem ai là nam chính. May mắn thay, họ cũng đồng ý với lựa chọn của Shirakura. 14. Bộ giáp ngực của Kabuto được làm bằng siêu kim loại Hihirokane. Đây là một loại chất liệu giả tưởng rất nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản. 15. Trong TV series gốc Kick Hopper và Punch Hopper chưa từng được cho thấy khả năng Clock Up. Tuy nhiên, trong game Kamen Rider Kabuto PlayStation 2 và series Kamen Rider Zio thì họ lại có khả năng này. 16. Năm 2018, diễn viên Hiro Mizushima thủ vai Kabuto từng bày tỏ là muốn quay trở lại trong movie Kamen Rider Heisei Generation Forever. Tuy nhiên, đáng tiếc là anh đã không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Toei. 17. Lý do Toei không gọi Hiro là vì không muốn đắc tội với công ty quản lý cũ của anh. Cụ thể, trước đây, Hiro thuộc quyền quản lý của Canon. Công ty này sở hữu rất nhiều sao hạng A và sở hữu một quy định cực kỳ khắt khe. Đó là các diễn viên đều phải độc thân đến tận năm 30 tuổi thì mới được kết hôn. Tuy nhiên vào năm 2009, tức là khi đó Hiro mới được 25 tuổi, anh đã tuyên bố kết hôn với nữ ca sĩ Ayaka. Điều này nghĩa là anh đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của mình.
Vì vậy, từ sau năm 2009, Toei đã không mời Hiro quay trở lại để tránh việc Ken-On không cho diễn viên thuộc quyền quản lý của họ ký hợp đồng với Toei. 18. Trong game Kamen Rider Kabuto PlayStation 2, Kabuto khi ở dạng Hyper Form phải gạt cần Hyper Zector để kích hoạt Maximum Rider Power, sau đó thì mới sử dụng được hai đòn tất sát Maximum Hyper Typhoon và Maximum Hyper Cyclone. Tuy nhiên, ở trên phim, các hành động này đã được lược bỏ. 19. Trong số các Rider trên TV series, chỉ có Kamen Rider Zetsos là không theo mô típ côn trùng vì bọ cạp vốn là một loại động vật thuộc lớp hình nhện. 20. Ngoài việc là Zector duy nhất không lấy mô típ theo loài côn trùng, Zetsos Zector còn là Zector duy nhất đọc standby mỗi khi xuất hiện. 21. Năm 2014, diễn viên đóng vai Zetsos là Yusuke Yamamoto đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng sau khi để lộ đời tư bê bối, trái ngược hoàn toàn với hình tượng hiền lành, đời sống lành mạnh mà anh xây dựng trước đó. Theo tờ Friday của Nhật Bản, Yusuke đã tìm thú vui ở khách sạn bằng cách gọi 7 đến 8 cô gái đến hầu rượu mình. Sau đấy, anh đã cùng cô gái ưng ý nhất trải qua tình một đêm. Cô này đã lợi dụng lúc nam diễn viên ngủ say mà lén chụp ảnh rồi bán cho tạp chí. Bê bối đời tư của Yusuke cũng vì thế mà bại lộ. 22. Theo chia sẻ trên blog của Hiro, con gái của anh đã hỏi những người bạn bè đồng trang lứa rằng bố cô bé từng là một Kamen Rider có phải không? Sau sự việc này, Hiro đã thú nhận với cô bé là năm xưa anh đã từng hóa thân vào vai Tendo Soji, aka Kamen Rider Kabuto. Nghe xong, cô bé đã rất ngưỡng mộ cha mình. Thậm chí cô còn luôn mang theo bên mình một con figure Kabuto và gọi nó là Kabuto Papa. Khi được hỏi về lý do cho việc này, con gái Hiro trả lời là vì muốn có cảm giác cha luôn ở bên chở che và bảo vệ cho cô bé. 23. Bên cạnh Kabuto, Hiro và Yusuke còn đóng chung với nhau trong bộ phim Hanakimi nổi tiếng. Đây là một series tươi sáng, mang tính giải trí cao và đặc biệt là có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên tokusatsu. 24. Diễn viên Hitomi Miwa đóng vai Renam aka Ukawum cũng chính là người đã thủ vai Ngự Tiền Đại Nhân trong Siêu Nhân Cuồng Phong. 25. Ban đầu, Sato Yuki không hề biết gì về thiết kế tạo hình của Gatech, thậm chí nhà sản xuất cũng không cho anh ấy xem luôn. Nhưng sau cùng thì anh ấy cũng đã biết nó như thế nào sau khi thấy nó ở địa điểm quay phim cùng với nữ diễn viên đóng vai Misaki. 26. Bên cạnh sự đối lập về chủng loài, Kabuto và Gatech cũng có màu sắc đối lập nhau. Theo đó, Kabuto có đôi mắt màu xanh, giáp màu đỏ, trái ngược với Gatech có đôi mắt màu đỏ và giáp màu xanh. 27. Diễn viên Kazuki Kato đã học cách trang điểm từ các chuyên gia thực sự để diễn được vai Daisuke Kazama. 28. Khi sử dụng đòn Rider Sting, Kamen Rider The Bee đã giải phóng ra các hạt hạ nguyên tử có màu xanh lá. Tuy nhiên, khi Kagami sử dụng, nó lại có màu hổ phách, tương tự màu của các hạt hạ nguyên tử khi Kagami ở trong dạng Gatech. 29. Diễn viên đóng vai Masato Mishima là Tomohisa Yuge. Đây cũng là người đã đóng vai anh quản gia Goro Yura trong Kamen Rider Ryuki và chủ quán Kiyojiro Bando trong Kamen Rider Gam. 30. Trong số 4 nhân vật từng Henshin thành The Bee, Masato là người duy nhất không có sức mạnh Rider riêng của chính mình sau khi mất sức mạnh The Bee, như Yaguruma là Kick Hopper, Kageyama là Punch Hopper và Kagami là Gatech. Thay vào đó, Masato biến thành Worm và đóng vai trò là Final Boss của series. 31. Nguyên mẫu của Hopper Jector là châu chấu, một loài côn trùng thuộc nhóm biến thái không hoàn toàn. Quá trình sinh trưởng chỉ trải qua 3 giai đoạn, trứng, ấu trùng, trưởng thành, nên nó là loại Jector duy nhất đưa người dùng vào trạng thái Rider Form luôn, chứ không có Mass Form, vì ấu trùng của châu chấu không có quá nhiều sự khác biệt so với lúc trưởng thành. 32. Đòn tất sát của Dark Kabuto trong game và trên phim là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, ở trên phim, Dark Kabuto sẽ thực hiện bằng cách tung ra chiêu thức song phi cước. Còn ở trong game, Dark Kabuto lại chỉ đứng yên một chỗ, tung ra cú đá xoay tròn để giữ chặt đối thủ, rồi nhấn chìm kẻ đó trong biển lửa. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì phong cách Rider Kick trong game nhìn ngầu lòi hơn trên phim rất nhiều. 33. Ở tuần đầu công chiếu, phần phim điện ảnh Kamen Rider Kabuto Godspeed Love năm 2006 đã đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. 34. Trong bộ phim Metal Man, aka phiên bản Shopee của Iron Man ra mắt năm 2008, Kabuto Zector đã được sử dụng làm khóa thắt lưng của nam chính. 35. Người bà mà Tendo Soji hay nhắc đến chính là bà ruột của Yuka. Theo đó, cha mẹ của anh là Soichi và Satomi Kusakabe đã mất từ khi anh còn nhỏ. Sau đó, anh đã được bà của Yuka nuôi dưỡng và đổi họ từ Kusakabe sang Tendo. 36. Nguyên mẫu của hai chiếc xe mô tô Kabuto Xtender và Gatech Xtender đều là xe của hãng Honda. Cụ thể, Kabuto Xtender là Honda CBR1000RR, còn Gatech Xtender là Honda XR250 Motard.
37, trong TV series The Bee và Drake đã sử dụng một chiếc xe mô tô tên là Machine Jackson. Về cơ bản, Machine Jackson có hình dáng khá giống với Kabuto Xtender do đều lấy nguyên mẫu từ xe Honda CBR1000RR. Sau này, nó đã được thiết kế lại và trở thành Isalian trong phim Kamen Rider Kiva. 38. Ngoài Gatak, Satoyuki còn đóng một vai chiến binh Tokusatsu nữa, đó là Shigeta Kaito, một anh hùng địa phương của thành phố Ishinomaki. Thông thường, anh hùng địa phương không có phim mà sẽ tham gia vào các sự kiện phục vụ cho xã hội. Tuy nhiên, vì Shigeta Kaito quá được yêu thích nên đã có một bộ phim chiếu ở bảo tàng Ishinomori Manga. 39. Hệ thống Red Shoes gắn trong Kabuto và Gatak Jector dựa trên câu chuyện cổ tích chiếc giày đỏ của Anderson. Theo chuyện thì đôi giày đỏ sẽ ép chủ của nó nhảy mãi cho đến khi chết. Giống như thế, hệ thống Red Shoes cũng sẽ ép chủ nhân của Kabuto và Gatak Jector chiến đấu cho đến khi không còn một con worm nào nữa trên trái đất, kể cả Native. 40. Yaguruma là một người tin vào triết lý Perfect Harmony. Anh ta luôn muốn mọi thứ được trở nên hoàn hảo và không gì nằm ngoài dự tính. Do đó, trong movie, khi hoạt động cùng với Kamen Rider Kitaros để tiêu diệt Neo-Zex, Yaguruma đã gọi đây là Perfect Mission, nhiệm vụ hoàn hảo. Sau cùng, khi Yaguruma bị kết liễu bởi Kamen Rider Hercules, lời cuối cùng của anh ta trước khi chết lại là Perfect Death, cái chết hoàn hảo. 41. Kabuto là Rider duy nhất trong series trừ Gatak trong Hyper Battle DVD có thể dùng được Hyper Form, một form mạnh hơn cả Rider Form. 42. Khi chiến đấu trong hình dạng The Bee, Yaguruma sử dụng những cú đá nhiều hơn là đấm. Có lẽ đây chính là một điều báo trước sau này anh sẽ trở thành Kick Hopper. 43. Tuy Kamen Rider Kosasus trong Kabuto The Movie không thể sử dụng trạng thái Hyper Form như Kabuto hay Gatak, nhưng anh ta lại dùng được Hyper Clock Up trong hình dạng Rider Form. 44. The Bee Jector ở thế giới Kabuto trong Kamen Rider Decade có thể bắn được những viên đạn hình ngòi đốt từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, The Bee Jector trong TV series của Kabuto lại chưa từng được cho thấy khả năng này. 45. Ba Kabutic Riders trong movie Kabuto có màu sắc giống với huy chương của Olympic. Theo đó, những màu sắc này cũng tượng trưng cho sức mạnh của các Rider, như vàng là mạnh nhất, bạc là ở giữa và đồng là yếu nhất. 46. Vì ấu trùng chuồn chuồn sống dưới nước, không những thế, chúng còn được xem là một cỗ máy giết chóc đáng sợ khi có thể ăn thịt được cả nòng nọc lẫn cá bảy màu, nên Kamen Rider Drake cũng có khả năng chiến đấu dưới nước giống với nguyên mẫu của mình. 47. Do là một Jector đặc biệt có thể tự do di chuyển trong dòng thời gian, nên dù cho có bị phá hủy thì Hyper Jector vẫn sẽ có thể chui ra ở một dòng thời gian nào đó khi được triệu hồi. 48. Vì The Bee Jector là một Jector mang thiết kế và đặc tính của loài ong, một loài côn trùng có tính xã hội cao, rất coi trọng lợi ích của tập thể, nên nếu nó thấy chủ nhân của mình trở nên ích kỷ, nó sẽ bỏ người đó để đi tìm người khác xứng đáng hơn. Đây cũng chính là lý do nó đã rời bỏ Yaguruma để chọn Kagami sau khi thấy anh ta vì lòng hận thù mà bỏ qua an nguy của cả đội. 49. Món vũ khí Perfect Jector có tổng cộng 10 đòn tấn công, theo đó mỗi chế độ của nó sẽ có 5 đòn, bao gồm Hyper Blade, Hyper Sting, Hyper Axe, Hyper Slash và Maximum Hyper Typhoon cho chế độ kiếm. Còn chế độ súng thì sẽ có Hyper Cannon, Hyper Laser, Hyper Shooting, Hyper Wave và Maximum Hyper Cyclone. Tuy nhiên ở trên phim, Kabuto Hyper Form chỉ sử dụng 6 trên 10 đòn tấn công, bao gồm 4 đòn cho kiếm và 2 đòn cho súng. 50. Worm là nhân vật phản diện đầu tiên đến từ ngoài vũ trụ nếu chỉ tính trong thời Heisei. Và đó là 50 sự thật xoay quanh bộ phim về Thánh Bà Tôi, aka Kamen Rider Kabuto. Các bro có ý kiến nào khác nữa hay không? Hãy comment phía dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!